ra chơi. Ê, ê, tôi khoe với bà cái này nè. Mẹ tôi mới mua cho tôi cái bình nước đẹp lắm. Mẹ tôi nói cái bình nước này là mua ở bên Mỹ rồi. Cô tôi mua cho tôi. Sao chơi? Ê, bà không tự nói tôi vậy nha. Tôi mét cô đó. Bình xịt. Bà, đây nè, bình nước của tôi tới tự không bà nè. Bình nước mẹ tôi mua. Bà bị mẹ bà dụ dọt. Đem đi dù. Trời ơi, bà biết cái này là bài kiểm tra hồi nữa tôi đập cô không? Sao mày bèo có tèo? Ừ. Trời ơi, bà biết cái mặt đèo mặt ngọc của tôi không? Sao bà quẹt? Bà biết cái mặt này á là tôi phải đi xì ba với mẹ tôi không? Trời ơi, cái này tôi xích kem á. Bà làm như vậy bị trắng kem rồi, bị trắng kem của tôi rồi. Trời ơi, trời ơi, bị ung thư đó. Trời ơi, trời ơi. Tiên đơn thần trưởng. Để gì ạ? Nên tôi khùng ạ.